Gì con? Nhảy đi. Bé đã múc cơm ăn rồi. Coi mà nhảy kìa đó. Nó ăn cơm gì có hộp vịt hả? Bữa nay làm nước mắm có không? Mấy hôm làm bơ với sữa. Nay làm nước mắm đổi nha chị. Trời ơi, trời. Có bánh kìa. Đây nè. Lại nhảy đi con, lại nhảy đi, nhảy cho cô chú coi con. Nhảy cho cô chú coi đi. Nhảy cho cô chú coi đi. Bà e cái điện thoại này của tôi à. Cái gì? Làm gì? Bê em múc cơm ăn hả con? Nó lại nhảy, nhảy. Nó nhảy xì cà que vậy đó. Xì cà que cà quẹt rồi vậy đó. What is your requirement baby? Always require, all require. You always require. Snack of anything in there. Nó lựa dỗi chưa? Em dỗi quá. Dỗi quá. Ngồi xuống rồi đó. Ngồi xuống ăn đi con. Dắt ghế ngồi xuống ăn đi con. Ngồi đó. Ngồi bên đây đi. Thôi ngồi bên đó đi. Cấu dắt ghế cho ngồi bên đây cho con dễ quay chứ không gì. Ngồi đây nè con. Bên kia, bên kia ngồi. Đúng rồi. Bưng qua. Bưng qua lại ghế ngồi lại lên. Dỗi đi chị. Dỗi. Đó, cô chú thấy em giỏi chưa? Thấy Hồng Hoài Nhi giỏi chưa? Đó, không ngồi im. Đó, hay chưa? Nhảy ballet đó. Trời ơi, ballet đó. Cho anh chơi đầu tóc dữ dàng thiệt chứ. Không ai chơi lại luôn á. Mày mấy con khô này ở mua bên Úc qua đi về đâu? Đi không? Đi không? Đi. Ở ngoài này bữa nay ấm rồi. Nắm tay mẹ thật chặt, giữ tay mẹ thật lâu. Không, hôm nay bữa nay ấm rồi. Rồi, đi đâu? Giờ đi đâu? Cái gì vậy? Cái gì? Dạ. Dưa gì bà hai? Không lấy trái rồi đó. Vậy hả? Hôm qua con ra đâu thấy đâu. Đó. Lấy xe không? Lấy xe không? Xe. Xe rồi, lấy xe đi. Ngồi đây. Rồi, ngồi xuống, sit down. Sit down, Bali. Từ từ. Cứ từ từ thôi. Lại đây. À, đã chưa? Đi bộ giờ không muốn nữa rồi. Nhiều ưng đi xe vậy nè. Thì đây là một cũng là một cái thánh làm biến nè cô chú. Thánh làm biến. Thánh làm biến ơi. Cái gì máy bay trên đầu á, máy bay trên đầu á, ngước mắt lên. Đó, God bless you. Đi. Đi con. Máy bay ở trên á, đi, tiếp tục cuộc hành trình lại lên. Đừng có làm gián đoạn một cái ngày của tươi đẹp của mẹ đi con. Làm gì đó? À, muốn nhìn lên để kiếm máy bay. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Ớn không? Đó. Chay á, là bây giờ là lớn lên là phải đeo kiến mát. Chứ không mấy là cái ánh nắng á, nó làm nhà mắt chay chói lóa quá. Tại vì mắt chay sáng hơn nắng. Nên là khi mà nắng sáng hơn chay là chay không thể chịu được. Chay phải che ánh mắt của chay lại. Quẹo lửa đi. Sao đi đường nào? Đường đó phải không? Quẹo. Ginh xe lên, đúng rồi. Rồi bắt đầu đi. Đường nào? Đi đường nào? Đường này phải không? Rồi. Cực khổ lắm cô chú. Đâu phải mà muốn lái cái xe này là dễ đâu. Xe này lái còn khó hơn lái Lamborghini nữa. Lamborghini cần điện, còn xe này là cần hai cặp đùi rất là chắc khỏe. Đùi mà cỡ phải đùi vịt như chay vậy đó mới là đi cái xe này nổi chứ mà còn cô chú cỡ cô chú với mẹ là ngồi lên xe này là chịu thua rồi. Không có đường nào á, cô chú ông bà không có đường nào mà ngồi cái chiếc xe này mà tuyệt vời như chay hết. Thấy chưa? Cô chú có ai mà chạy Lamborghini mà xiên tới cỡ nổi mà ngồi quạt cái chân vậy không? Đâu có tới nổi, đâu có không có cô chú không có một cái đẳng cấp nào để đi cái chiếc xe này của chay. Xe này chỉ dành cho chay thôi.
chỉ dành cho người phụ nữ có cặp giò. Dịch sim. Trời ơi, chay mà lớn lên mà nghe mẹ bình luận mấy cái này chắc chay hận mẹ lắm luôn á. Con hẳn. Rồi quẹo. Coi chừng lật xe, coi chừng lật xe em bé nha. Chay mà lật xe cái là đúng là lật xe em bé luôn á chứ ai nữa. Coi nè. Bé. Hả? Đi đi con. Cái gì? Rồi bị mắc kẹt. Rồi qua chuyến ngày giật rồi. Từ từ thôi. Đây, đây mày làm cho. Rồi, lên. Ủa giờ không muốn ấy nữa hả? Giờ đi giờ đẩy rồi hả? Thấy chưa? Lamborghini này làm sao có thể đẩy được như vậy? Không cửa nào hết. Lamborghini này mà phải có xe cần cẩu đi nếu mà bị chết máy. Còn cái xe này là chỉ cần dùng tay và dùng sức mạnh để có thể đẩy đi thôi. Đi mà cũng nhiều chuyện nữa. Vừa đi mà có thể nhiều chuyện được. Rồi bây giờ ngồi chơi kiểu tướng kiểu này luôn rồi. Có ai đi xe kiểu này không? Nó đang nghe, nó đang lắng nghe cái tiếng âm thanh gì xa lạ đằng kia. Người ta đang cắt cỏ đó con. Con nói đi, cắt cỏ. Nói đi, cắt cỏ. Trời ơi, đeo cái bông tai nè. Cô chú coi đeo bông tai xịn dễ sợ không? Đeo bông tai hình Mickey Mouse nè. Út mua đó. Đi đâu á? Bỏ củ chạy lấy người rồi hả? Mẹ đang ngồi đây, mày con đi đâu vậy? Chay ơi. Chay. Coi được không? Tôi đang ngồi đây mà nó bỏ tôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ. Không nói năng một tiếng nào hết. Bởi vậy nhiều khi có những cuộc tình ra đi, vứt áo ra đi mà không có một lời từ biệt, cũng không có một lý do, không bao giờ biết lý do tại sao mà người ấy lại bỏ mình. Thì thôi kệ bà nó đi. Hả vậy hả? Giờ kệ bà nó, giờ biết sao vậy? Gì nữa? Sao sáng nay có nhiều phân vân như vậy chay? Ai gọi đây? Ba gọi này chay. Yes baby. Oh, ok. What day is that? Ok, not a problem. Yeah, call them right now. Okay. I'm recording JD. Thank you. Bye bye. Ba gọi. Ba gọi. Cứ đó có chiếc xe không mà tao nói thì cứ quay qua đầu này, quay qua đầu kia, ngồi không bao giờ ngồi vững vàng. Gì giờ độ bồng nữa? Có vô lý không? Chay, hôm nay sẽ là một ngày trời rất là nóng nha chay nha. Mẹ có thể cảm nhận được cái độ nóng rồi đó. Đó thầy chị nó bỏ xe, nó bỏ tôi luôn rồi. Nghe không, cô chú có ai thấy mà chị cầm chiếc xe Lamborghini này mà cầm kiểu này không? Đâu có ai nổi. Đi, lái lại con chó đi. Lái lại chó đi con. Đi lấy xe lại chó đi. Ôi trời đất ơi. Nè đó, bây giờ trời ơi, con chó thì dễ thương nè. Con này dễ thương nè. Chơi đi, what's wrong? Sợ hả? Sợ không? Trời ơi, ngồi xuống đất, ngồi xuống bứt cỏ luôn rồi. Giờ thấy con chó mà ngồi thẹn thùng mà không biết làm gì, ngồi bứt cỏ luôn. Thường thường người ta là bứt tóc, bứt tay. Còn chay là có bãi cỏ, ngồi làm gì quá trời cỏ mà đâu có chuyện gì đâu làm. Ngồi bứt cỏ, nhổ cỏ cho nó đỡ cỏ thôi chứ còn cỏ này bứt chừng nào mới hết. Chó đây, chó dễ thương mà sao. Ê, đó, thấy chưa. You see it, JD? Why did you do that? Tại sao con làm như vậy? Đứng lên đàng hoàng. Are you okay? Hả, con có sao không? Không có sao hết hả? Không có sao, thôi đứng lên đi. Chạy chút xíu thôi chứ có gì đâu. Dựng xe lên. Đúng rồi. Đứng lên con. Rồi dựng lên đi. Mình tự làm ngã là mình tự dựng. Đúng rồi. Giỏi quá. High five.
hai phai xí, té thì đứng lên thôi, làm lại từ đầu thôi, ai cũng vậy mà, dấp ngã là mình phải làm lại. Thằng chay nhiều lúc cũng bó tay với mẹ luôn á. Chạy đó đi chứ, giờ té cũng té rồi đúng không, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, đâu có thể níu kéo lại được đâu. Thì thôi, thà mình ngồi mình khóc, thà mình ngồi mình than vãn là tại sao mình lại té, thì thôi mình hãy đứng lên vui vẻ rồi mình làm lại từ đầu, như chỉ có như vậy thôi hả. Tức quá đó, tức quá, vỗ đầu gối cái bập luôn á. Đi qua kiếm bà đi lô rạch, các bà có nhà không đó, đi qua bệnh kiếm đi, kiếm thử các bà có nhà không đó. Bây giờ vô rình mò nhà ta nữa nè, đi vô trình mò nhà người ta nữa đi. Thanh thứ ấy ấy, oh wow, look, trái cà chua này đâu đây? Con nói đi, cà chua. Chua. Cà chua. Chua chua. Chua chua. Ê, đây. Trời ơi, có biết gì không mà ăn? Trời ơi, cái con này. Cà chua. Ăn đi. Đó, tao cho, ai mượn. Đưa đây, trả lại đây. Trả lại cho em trái cà chua ngày nào đi. Đó, tự nhiên cái thấy cà chua đem cắn vô. Đó đâu phải apple đâu. Rồi coi đi, để tay sao đít nè. Rồi được không? Chua chua. Đó, đi ra ngoài đâu có làm gì đâu, cứ cà khịa đi hết chỗ này tới chỗ kia. Hôm nay trời đẹp, hôm nay là còn để bây giờ phải cho nó ra chơi nhiều chứ còn đâu có nhiều cái trời đẹp như vậy nữa đâu. Không may nhà bây giờ lớn rồi phải không? Trong nhà, cái nhà thì có chút xíu, chưa tới 1.000 square feet mà đồ đạc ta nói hả, không làm chi cho hết. Giờ nó lớn rồi, nó càng lớn rồi, phải có cái chỗ không gian nào cho nó chơi, mà mùa đông mà cái kiểu này càng ngày càng lớn, không có chỗ chơi, cứ ngồi chỗ chơi miết cũng tội chứ phải. Con ráng đợi mẹ đi chay, ráng đợi mẹ với ba đi con. Mình đợi càng lâu thì hy vọng mình càng nhiều. Rồi mẹ rồi cái mẹ mua nhà bự đi cho con chơi nha. Bây giờ mình ở đây, mình ráng đi chay, cố gắng lên con, vì tương lai tốt đẹp của con em chúng ta. Hãy đợi đấy. Ủa cái cây này cây gì ta? Chay cây này cây gì chay? Đó, bây giờ nãy đi một vòng rồi, bây giờ đi thêm vòng thứ hai. Chay bây giờ con làm bộ con quay cái mặt lại để mẹ để cái tay ở dưới cái càm con á. Đó, quay để tay vậy nè. Mẹ nói chay nè. Té đi làm bộ để tay dưới càm nè. Đây. Đưa tay đưa mượn càm cái. Đưa mượn càm đi chay nè. Trời ơi té luôn rồi. Chay nè, dài màu cam nè, bông Mickey Mouse nè, Mickey Mouse này cũng còn dính. Nói chung là mấy cái đôi bông này nó đeo là lâu lâu mình phải kiểm tra một lần, kiểm tra 2-3 ngày kiểm tra một lần để cho nó có xúc thì mình ngại gì giờ ấy vô liền. Chứ còn mà cứ để nó bơ vơ âm thầm, trời giống ngồi giống con gì đây, con chó thở sao chay, nằm y vậy đi, gọi mày hỏi con chó thở sao, thở y chang coi giống không. Đó, giờ mấy mọi người đang cắt cỏ. Sợ hả? Hả? Sợ hả? Sợ hả? Sợ không? Sợ. Sợ cái gì? Hả? Sợ cái gì đó mẹ nghe coi, sợ cái gì? Ừ. Quay lại đây, quay lại. Có ôm cổ mẹ đây thương không? Ôi thương không? Đi nha, đi vô nhà nha. Sợ thôi đi vô nha. Đó, đang cắt cỏ đó. Quay vô. Quay ra đây cho cô chú thấy con đi, chứ cô chú thấy mẹ làm chi. Đó. Sợ không? Cắt cỏ. Vô nha. Hôn mẹ miếng gì vô. Hôn mẹ miếng. Đi lỗ rớt hả? Nó đi lỗ rớt đó, thấy không? Đi lỗ rớt sống ở nhà. Bây giờ đi vô đi. Su gì? Đi ra thuyền chơi nè. Chị đi, you wanna go on a boat? Let's go. Đi. No gì? Nó có cái chính kiến của nó đó. Bây giờ nói cái gì là nó không đi là nó no smoking. Kiếm ai?
Cái coi tướng ăn chậm, coi tướng ăn chậm người ta mà là. Trời 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 trời. Hai. Có ai nhà không hai? Ở nhà người ta không có ai mời vô, nó tự vô nó mở cửa luôn. Hai. Đó đi vô nó hai đó. Vô nó hai. Modelo, oh, there you go. Got a nice beer. Elton John. That's all you need, right? Mm-hmm. Salud. 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 Bye bye. Bye-bye. Blow him a kiss. Blow him a kiss. JD, show mommy your hand. Show your fingers. Show your fingers. Where are your beautiful fingers? Where are your fingers? Oh wow, look wow, at that. Pretty. Ai sơn tay con à? Nice and pink. Ai sơn tay con á? À? Mẹ nghe coi ai sơn tay con. Con nói đi, cô Annie. No. Ai sơn tay con á? À? Con nói đi, cô Annie. Đúng rồi. Cô Annie. Oh, cô Annie did it? Yeah, cô Annie did it. Well, come on, cô Annie. Oh my gosh. She makes everyone happy after the swim class. And then you went to shopping or you just did I went to Kroger and then home. Oh, you didn't go all the way 40 minutes? No. I'm too tired. Yeah. Ngồi đi con. Ngồi đi con. Nó còn đang ngồi kìa. Yeah, right? I haven't been on the boat like since we didn't even put Sunday 2 weeks. Hai tuần rồi chưa đi tàu á. It's just the weather. Cái chân nha. Mặc áo nha, mặc áo life vest on nha. Sit down. There's that. I think there's that cowboy right there. JD, you missed the boat. Con có nhớ đi thuyền không trai? Con có nhớ đi thuyền không? Đi thuyền giống như đi Titanic vậy đó con. Giơ hai cánh tay ra. Để tóc xõa xuống cho gió tán vô cái mặt. Xong rồi cái là bắt tự động là tóc sẽ tóc gió thôi bay. Coi kìa con mặc quần kìa. Bên ấm đây không kia có được đây không? Rồi đứng coi kìa. Sướng dễ sợ thì cái chứ ơi. Mới đi Cali về chơi cái giờ đi ở nhà cái đi thào đi thuyền nữa. Wow, chị đi look at how you look. Look. Oh wow. Đẹp quá. Đẹp quá. Có nói kìa có được đời nữa không? Wow, dữ dằn. Quá dữ. There you go. Come here. Đeo không được, bực.